Bá Tiến xin được kính chào quý vị đang cùng quay trở lại với Bá Tiến Vlog Và quý vị thân mến, trong buổi tối ngày hôm nay thì Tiến xin gửi tới quý vị tập số 12 của bộ truyện Vợ tôi là Lệ Quỷ Ở à, tập số 11 lần trước thì à, sau khi Húc Minh nhận được một nhiệm vụ mới từ cuốn sinh tiểu lục Đó là bảo anh ta đến cái chỗ mà tiểu tư chết và gọi hồn của Lệ Quỷ tiểu tư lên Bằng cách đó là anh ta sẽ mang hai chén cơm, một chén thì có cơm để ở dưới đất và một chén thì không có cơm Sau đó rồi anh ta sẽ nhỏ một giọt máu vào trong bát cơm đó Rồi Bát còn lại Là dùng để gõ Cầm chiếc đũa gõ vào Cho đến khi Tất cả bát cơm được bốc sạch xanh xanh thì thôi Thì ở xung quanh cái khu vực đó Nó là một khu công trường đang xây dựng con đường Vì vậy rất tối tăm Và có rất là nhiều quỷ quái yêu ma Thì à, Hung Minh đã Hoàn thành xong cái nghi thức là cúng cơm cho quỷ Thì bỗng dưng ở phút cuối của tập 11 có một bàn tay thò ra và tóm lấy hắn. Mời quý vị cùng đón xem tiếp tình tiết của tập số 12 ngày hôm nay nhé. Xin mời. Mời quý vị cùng đón xem tập số 12 của bộ truyện Vợ tôi là lệ quỷ. Chương số 59. Trong nhà giường không êm sao giọng đọc bá tiến một cảm giác lạnh buốt bao trùm toàn thân của Húc minh hắn tựa hồ như rơi vào trong hồ nước giữa đêm đông vậy xung quanh tối đen như mực từ đầu tới chân đều là nước lạnh lẽo bốt giá rừng húc minh liều mạng mở to mắt hắn van hiện mình đang chìm trong nước là nước đặc quánh đen ngòm nhấn chìm hắn khiến hắn không thể nhìn thấy gì ngoài một điểm sáng nhỏ xíu ở phía xa húc minh dùng hết sức giấy rùa đạp mạnh tay chân bơi về hướng điểm sáng duy nhất kia khi hắn bơi đến gần chỉ lại phát hiện ra đây là ánh sáng của một ngọn nến đang chiếu rọi ở một vùng xung quanh đó lại chính là cái ngã ba đường tối om nơi húc minh vừa ngồi trên đường đang có một cảnh tượng diễn ra một chiếc xe hơi dừng ở ven đường đèn xe phía trước như là hai con mắt xấu xí chiếu ra hai cột sáng mờ đục vậy cột sáng soi rõ giữa bãi nga đường có một cô gái đang quỳ cô gái bị trói chặt đang liều mạng lắc đầu nước mắt nước mũi lem nhem hết cả đứng bên cạnh chiếc xe quay lưng về phía húc minh là một gã đàn ông đang cười kinh khủng tỏ vẻ vui sướng trên tay cầm một tảng đá ném mạnh vào cô gái kia. Tảng đá bén nhọn, liên tục bay tới, đập bôm bốp một đầu vào người, vào mặt cô gái. Cô gái rú lên thảm thiết, rồi dần dần tắt lịm đi, đổ ập xuống mặt đường, đầy đá răm. Thân thể của cô gái này dãy ruộng thống khổ giữa đất bụi, máu tươi ồng ngọc từ trong những vết thương đó trào ra trên người cô ta. Nhưng mà gã rông kia thì vẫn quay lưng về phía Húc Minh. Phát ra những chàng cười sàng sạc như điên cuồng vậy. Tiếp tục ném đá vào cô gái này đến tận khi thân thể cô ta hoàn toàn bất động rồi. Húc Minh! Húc Minh! Giữ Húc Minh! Một giọng nói khá quen thuộc, không biết ở đâu đang kêu gọi Húc Minh. Lúc đầu âm thanh vang lên xa xa, sau đó càng lúc càng gần hơn và cuối cùng là vang lên bên tai của hắn vậy. Húc Minh đột nhiên tỉnh dậy. Ôi mẹ ơi! Hắn hoảng sợ mở trừng mắt ra, ngồi bật dậy. Dương ở ba đường. Lúc nãy còn đen như mực, bây giờ sáng rực vì đèn xe chiếu vào rồi. Húc Minh bộ mặt hoảng hốt, ngồi bệt trên mặt đường. Xung quanh là ba cảnh sát vây hắn vào giữa. Dương Húc Minh nhìn thấy người đang gọi tên mình. Chính là Vương Trần Đại ca. Vương Trần Đại ca! Trước mặt hắn vì cảnh sát tên vương trần kia đã từng gặp gỡ mấy lần trước rồi đối phương thấy húc minh rốt cục tỉnh táo lại thì mới thở phào một hơi cậu em còn nhớ anh sao vương trần nói may mà không làm sao đâu nhá nhưng mà tại sao cậu đêm hôm rồi lại tới nơi này hoang vắng làm gì vậy rảnh quá không có gì để làm hay sao dương húc minh vẻ mặt ngơ ngác nhìn ba cảnh sát xung quanh vương ca thế sao cứ anh lại ở đây à Vương Trần từ rồi đáp. Bọn anh nửa đêm nhận được điện báo của người dân nói ra phát hiện tình nghi là hung thủ đang lảng vảng ở hiện trường vụ án giết người này. Cho nên bọn anh mới tới khẩn cấp đến đây này. Ai rẻ tới nơi thì phát hiện cậu em đang nằm đây. Cậu đêm hôm khuya khoát. Đến đây làm gì vậy? Đi ngủ ở đây sao? Vương Trần nhìn thấy Húc Minh hỏi lại. Là giường nhà cậu, nệm không đủ êm hay sao? Hay là nơi này trăng thanh gió mát dễ ngủ vậy? Hơn nữa, đêm rồi, không ở nhà đi ngủ đi, lại chạy tới đây làm gì vậy? Dương Húc Minh cười xấu hổ nói, Em, em cũng đến để bái cho bạn học cũ à? Nơi này là hiện trường mà cô bạn học của em bị sát hại. Dù sao thì cũng học cùng nhau 3 năm rồi. Nghĩa tử là nghĩa tận mà. Nên em mời đến đây để thắp hương, viếng cho vong linh cô ấy thôi mà. Này cậu em, Cậu nghĩ anh mày là cảnh sát mà lại đi tin vào ba cái chuyện ma quỷ của cậu sao? Làm gì có chuyện 2 giờ sáng, đến đây để cúng bái hả? Này, cậu em nói thật đi nhé, có phải có chút manh mối gì hay không? Vương Trần về mặt nghiêm túc nói. Đừng có mà trách Vương Trần tại ca không nói trước nha. Tên ông thủ giết người này cực kỳ tàn nhẫn đấy, mà lại có kinh nghiệm xóa dấu vết sau khi gây án nữa. Cậu em mà gặp nó thì coi như chết chắc đấy. Nếu cậu có phát hiện ra được manh mối gì Thì nói cho anh đây biết đi Để bọn anh điều tra cho Chứ đừng có dại dột mà tự mình Đi làm anh hùng nha Anh cảnh cáo cậu việc này cực kỳ nguy hiểm đấy Không giống như Mấy phim điện ảnh cậu xem vẫn ở, ở nhà đâu nhé. Nhìn Vương Trần nghiêm túc Lại thật lòng khuyên bảo Hùng Minh cảm thấy rất xấu hổ Hắn nào có biết đầu mối gì đâu Biết gì đã nói ngay cho cảnh sát biết rồi Dương Húc Minh chỉ với ba ngọn nến cùng cái chén ở phía trước rồi nói em thật sự là đến để cúng viếng vong linh cho bạn của em mà không tin thì vương ca cứ nhìn đi đây là tập tục của hồ nam bọn em này lúc rạng sáng thắp hương tế bái nha vương trấn mặt đầy nghi ngờ nhìn chằm chằm húc minh thật hả sao mà anh chưa từng nghe nói thấy hồ nam có tập tục kiểu này vậy đương nhiên là thật rồi chứ không thì đêm hôm khuya khoắt em một mình đến đây làm gì vậy hả anh ơi gọi hồn gặp quỷ hay sao húc minh gượng cười nói cho nên thật sự là em đến để tế bái bạn em mà vương ca anh phải tin em đấy nha vương trần nhìn mớ bừa bộn trước người của húc minh rồi quay lại nhìn hắn hỏi vậy sao cậu em lại nằm lăn quay ra đường như là chó chết vậy hả anh gọi mãi cậu mới dậy đấy có chuyện gì thế hả Kỳ thật hình như là em bị tụt huyết áp à? Gần đây thì lại thiếu ngủ nghiêm trọng nữa. Cả ngày đi đường mệt mỏi rồi, nên trong lúc thắp nến tế bái, chờ đợi nến tàn thì nên ngủ thiếp đi à? Húc Minh vẻ mặt vô tội phân trần. Vương ca, anh cũng biết mà, dạo này em cứ đi ngủ là lại mơ đến bạn gái của em đấy. Vương Trần Nghĩ ngội hồi lâu, cuối cùng không tìm ra được chỗ nào phi lý để bạn bèo cả. Anh ta thở dài kéo Húc Minh dậy đi, Thôi được rồi, cậu em đã nói vậy rồi thì anh đây cũng nghe vậy thôi. Đã muộn rồi, để bọn anh tiện đường đưa cậu về nhé. Sau này đừng có đêm hôm đi lung tung đoạn này nữa, rất là nguy hiểm đấy. Dường Húc Minh vội vàng gật đầu như là gà mội thóc vậy. Nhất định nhất định à, sau này trời tối rồi thì em sẽ ngoan ngoãn về nhà đi ngủ thôi. Tuyệt đối sẽ không gây phiền phức cho Vương Ca nữa đâu. Trong khi Vương Trần và Húc Minh nói chuyện thì hai cảnh sát khác đã đi quanh quần thăm dò, xác nhận là không có phát hiện gì bất thường cả, nên cuối cùng cả nhóm lên xe rời đi. Dương Húc Minh đi được cảnh sát nhờ xe về. Lúc xuống xe, Vương Trần Truy yên tâm còn kéo cửa kính xuống, thò đầu ra ngoài căn dặn. Tên hung thủ giết người này cực kỳ hung tàn và nguy hiểm đấy nha. Biết rồi biết rồi ạ, à. cảm ơn Vương Ca nha. Dương Húc Minh liên tục gật đầu, sau đó nói, à đúng rồi, Ờ, vụ án của bạn cái em thì có tình tiết gì mới không ạ à? các anh có bắt được hung thủ không ạ à? chương 60 yêu thương không thể thổ lộ đối với cả câu hỏi này của hông minh thì vương trần lắc đầu vụ này thì chưa có rõ ràng gì cả bên phía cảnh sát của cửu giang cũng không có thông báo gì mới hết cả đâu lần trước tìm gặp cậu cũng chỉ là theo yêu cầu của bên đó thôi đúng nguyên tắc điều tra tất cả các đối tượng liên quan thôi nếu như cậu thực sự muốn biết tiến triển của vụ án lý tử thì chỉ có thể đi đến cửu giang mà hỏi thôi bất quá cậu em à cũng chẳng phải là người thân chính thức của lý tử chỉ là người yêu thì không có giá trị đại diện theo pháp luật đâu cho nên dù là cậu em đi cửu giang hỏi thì cảnh sát điều tra bên ấy họ cũng chẳng nói cho cậu biết đâu tốt nhất là cứ yên tâm ở nhà chờ đợi tin tức mới thôi vương trần bảo húc minh nếu phá được án thì nhất định sẽ báo ngay cho hắn biết điều này khiến cho hắn có chút thất vọng hắn cũng đành gật đầu im lặng đứng ở về hè nhìn xe cảnh sát rời đi dương húc mình hít một hơi thật sâu quay người bước đi nhưng mà hắn cũng không trở về nhà ngay mà đi đến một chỗ cột đèn đường kia ngồi xuống móc sinh tiểu lục trong túi ra nghi lễ cúng cơm đêm nay được tính là thành công hay thất bại đây Dương hung mình tò mò xen lẫn hồi hộp mở trang thứ ba của sinh tử lộc ra hắn phát hiện ra nội dung trong sách đã thay đổi rồi vĩnh viễn không thể thổ lộ tình cảm làm sao để tiếp tục mối nhân duyên đây tình cảm tan vỡ tên hè khóc thút thít rồi cô gái tội nghiệp rơi vào tuyệt vọng thống khổ khi vận mệnh quá bi đát chúc mừng chú em chú em đã thực hiện thành công nghi thức nguy hiểm rồi cũng đã gặp được người cần gặp rồi Tử vong gây nên âm dương cách biệt, nhưng mà tình cảm của cô gái đó đối với cả chú em thì không hề giảm bớt đâu. Ngược lại, bởi vì tuyệt vọng mà trở nên càng điên cuồng hơn. Chắc chắn rằng để có được chú em thôi, cô ấy sẽ càng sẵn sàng trả bất cứ giá nào đấy. Chắc chắn rằng để có được chú em thôi, cô ấy sẵn sàng trả bất cứ giá nào. Chỉ có loại lệ quỷ này mới có thể trở thành đắc lực của chú em đây thôi căn bản là chú em có đủ can đảm hay không thôi. Đủ can đảm tiếp nhận cô gái này, sau đó đối mặt với cả con hàng khủng bố đang ở trong nhà của chú em kia. Đời người chỉ chết một lần thôi. Can đảm lên đi. Đọc xong những dòng chữ trên sinh tiểu lục, mặt của Dương Húc Minh trở nên sáng huyết. Hắn hoàn toàn hiểu được ý của quyển sách nát này, ám chỉ can đảm là cái gì. Đó là phải sẵn sàng chấp nhận lý tưởng xé xác vanh thây. Vì đối phó với cả tranh quỷ Bắt buộc phải tìm kiếm trợ lực Nhưng mà trợ lực đầu tiên Sinh tử lục xui hắn đi tìm Đó chính là chị em lệ quỷ họ tưởng Có điều hai chị em này Vừa thấy lý tử thôi Đã chạy mất dép rồi Sau khi siêu độ xong thì cũng biến mất Không dám lưu lại bên cạnh hốc minh nữa Tiếp đó là sinh tử lục xui hắn Đi tìm lệ quỷ tiểu tư Bảo rằng với tình cảm tha thiết của cô ta dành cho hắn Thì tiểu tư sẽ đi theo bên cạnh giúp đỡ hắn thôi. Thế nhưng mà ngang trái cái, đó là mang gái về nhà, thì con quỷ, hoạn thư lý tử kia, hẳn sẽ là lên cơn điên mà lao tới, xé xác của mình ra thôi. Lúc đó biết làm sao đây? Dương Húc Minh thì nhìn nhìn quyển sách nát trong tay này, tự hỏi làm cách nào đốt cháy nó được với tốc độ nhanh nhất đây. Bất quá, vài phút sau, hắn mới bắt đắc dĩ lắc đầu cầm bút viết lên chỗ trống dưới trang thứ ba em mà mang tiểu tư về nhà đại ca xác định là em có bị lý tử sẽ đôi ra không vậy mặc dù trong lòng khó chịu bất an nhưng đối với húc minh mà nói trước mắt này cũng chẳng còn lựa chọn nào khác cả con đường hắn vừa bước đi đã không còn có chỗ quay đầu nữa rồi thế giới này cũng không phải là trò chơi đơn giản chỉ là một người thường muốn chống lại những ma quỷ đáng sợ kia thì làm gì có chuyện nhẹ nhàng không chút nguy hiểm cơ chứ đối mặt với cả tình cảm khốn cùng chỉ là một người phần trăm thôi điều duy nhất hắn có thể làm đó là điều mạng cái này không được lùi bước bất luận là vì hắn hay vì lý tử giữa ánh đèn đường u ám rừng hung mình siết chặt nắm đấm hắn nhất định phải tìm ra nguyên nhân cái chết của lý tử sau đó vì lý tử mà đòi lại công đạo trong lúc hốc mình mải suy nghĩ, những chữ viết trên sinh tiểu lục nhanh chóng mở đi. Cuối cùng, cả trang thứ ba đã hoàn toàn trống rỗng. Sau đó, phía trên, hiện ra những dòng chữ mới. Trên lý thuyết mà nói thì, khi nến đỏ còn, chú em bất tử. Trước khi nến đỏ đốt cháy hết, lý tử có lẽ sẽ không tổn thương chú em đâu. Hài, trên lý thuyết lại còn có lẽ nữa chứ. Nhìn thấy sinh tiểu lục nói chẳng có chút chắc chắn gì cả dương húc minh chán ngán viết tiếp thôi bây giờ đại ca bảo em phải làm thế nào thì cứ nói ra đi đưa đầu ra là một đao rồi rụt đầu lại cũng là một đao dương húc minh cũng không muốn vòng vo cùng quyển sách bại hoại này nữa đến giờ hắn còn chẳng biết quyển sinh tiểu lục này bản chất là cái quái gì hệ thống game phản lỗi sao trí tự nhân tạo chưa phát triển xong tao ờ à, trường sinh linh giá sao ý của dương húc minh đoán rằng sinh tử lục là một loại giống như cuốn nhật ký của Tom Rider vậy. Nhưng mà mặc kệ nó là cái gì đi, hiện tại thì Dương Húc Minh cũng chỉ còn cách đi theo hướng dẫn của nó thôi. Căn bản là không có lựa chọn nào khác cả. Tối thiểu, cái đồ chơi này làm vật mà chú sinh lưu lại. Mà chú sinh là bạn bè thân thiết của cha Dương Húc Minh. Cho nên, trên lý thuyết bà nói thì quyển sách ghẻ này vẫn có chút đáng tin. Đẹp lại là trên Lý thuyết mà nói. Dương Hùng Minh nhìn chằm chằm cuốn sinh tử lục này nửa ngày, nhưng nó vẫn không có phản ứng gì cả. Tận đến khi hắn mất hết kiên nhẫn rồi, định đứng dậy đi về thì trên trang giấy mới hiện ra những dòng chữ mới. Dữ liệu không đủ nên tạm thời không có giải đáp chính xác, vui lòng chờ đợi suy luận thêm. Thằng này nhắc nhở. Túi sách của chú em có lễ vật của Lễ Quỷ, ở trong nhà thì đừng có lấy món đồ này ra nha câu trả lời này của sinh tiểu lục làm cho húc minh giật mình hắn vô thức xào xào túi sách trong túi có lễ vật sao là của tiểu tư cho hắn sao chuyện này thế nào vậy lúc trước bởi vì mấy cảnh sát đến tìm rồi đưa hắn về tận đây nên húc minh cũng không kiểm tra lại đồ đạc bên trong túi sách của mình nhưng mà giờ nghĩ lại hẳn là lúc hắn hôn mê ở chỗ nga ba núi phượng hoàng tiểu tư đã bỏ đồ vật vào trong túi ấy rồi. Húc Minh mở túi sách ra. Đồ vật bên trong cũng không nhiều, một đôi giày theo màu đỏ, một cái đèn pin, một con dao gọt trái cây. Đây là những thứ Húc Minh đã mang theo từ đầu. Nhưng bây giờ trong túi sách có thêm một quyển sổ tay. Húc Minh lấy ra thì nhận thấy đây là một quyển nhật ký màu hồng. Ngoài bìa là một bức hình rất dễ thương, bóng lưng một thiếu nữ ngồi trên bãi cỏ. Nhìn quyển nhật ký này Dương Húc Minh cảm thấy hoang mang. Đây là của tiểu tư cho hắn sao? Bên trong có đồ mối quan trọng gì hay sao? Dương Húc Minh thử mở trang giấy ra. Nhưng thật quỷ dị là dù hắn dùng bao nhiêu sức lực thì cũng không cách nào mở được bìa của nhật ký này. Giống như đây chỉ là một mô hình bằng nhựa vậy. Tất cả các trang giấy đều dính cứng lại với nhau rồi. Hắn buông quyển nhật ký xuống, lắc đầu. Hiện tại hắn là chưa phải thời điểm để mở quyển nhật ký này ra rồi. Có thể là hắn chưa hoàn thành một loại điều kiện nào đó. Mà trên trang bìa sinh tử lục, những dòng chữ đã chiếm hết toàn bộ chỗ trống rồi, không còn nơi để Húc Minh viết câu hỏi mới rồi. Hiển nhiên là trước khi quyển sách này suy luận ra đáp án tối ưu, thì từ giờ đến lúc đó nó sẽ treo máy, không thèm để ý tới Húc Minh nữa. Nhưng với những câu trả lời của sinh tử lục, khiến Dương Hùng Minh khẳng định, quyển sách này thật sự có một loại năng lực suy tính, dự đoán nào đó. Trường 61 Lý Tử Ngốc nghếch Nếu sinh tử lục không thèm trả lời, Dương Hùng Minh cũng méo thèm hỏi luôn. Hắn bỏ quyển nhật ký màu hồng vào trong túi sách này, cất quyển sinh tử lục vào đấy, sau đó xoay người đi thẳng về nhà. Lang thang bên ngoài hơn nửa đêm rồi Dương Húc mình khá là buồn ngủ Cứ như thế nữa thì đồng hồ sinh học của hắn Chắc cũng bị sai lệch trầm trọng mất thôi Dương Húc mình vừa than thở Vừa hề hụt Đi lên cầu thang tối om Leo lên tầng năm Cẩn thận mở cửa phòng mình ra Sau khi mở cửa Húc Minh ưu tiên lấy cây nến đỏ Trong tủ chứa giày ra Hắn chỉ có thể thấy Mình an toàn khi có cây nến trong tay này Có thể ví von độ dài của cây nến này cũng tương đồng với cả độ dài sinh mệnh của hắn vậy. Nến đỏ cháy hết, mạng của hắn cũng tàn. Dương Húc Minh đóng cửa cẩn thận, sau đó đi vào nhà. Hiện tại là gần sáng rồi, hắn sợ có khả năng tranh quỷ vẫn chưa đi. Do đó, hắn không dám trì hoãn nữa, đi thẳng tới phòng ngủ. Tối thiểu thì đó có thể là một nơi an toàn. Lúc đi ngang qua phòng ngủ của Lý Tử, hắn tròn trò vài giây. Sau đó, hắn gói nhẹ phòng ngủ cô ấy. Cô cưng ơi, em ngủ chưa? Căn phòng yên tĩnh, không một lời hồi âm. Giờ hút mình cũng chẳng chờ mong có tiếng người đáp lại nữa. Hắn đứng bên ngoài cửa, nói. Anh sẽ sớm tìm ra cách giúp em thôi. Anh sẽ đòi lại công bằng cho em thôi. Cho dù nguyên nhân gây ra tai nạn cho em ở Cửu Giang, có khủng bố thế nào đi nữa thì trước đây, khi em quay trở về, anh đã rất sợ rồi. Hiện tại thì anh đã bình tĩnh lại rồi. Anh không còn thấy sợ nữa, mà thay vào đó là phẫn nộ. Anh muốn đến cửu giang, muốn vì em mà điều tra tất cả mọi chuyện. Do đó xin em hãy cho anh thời gian nha. Không lâu nữa đâu, anh sẽ tìm được cách giúp em mà thôi. Dường hục mình rất muốn chia sẻ tâm sự cùng cô bạn gái này. Hắn muốn nói cho Lý Tư biết rằng, hắn đang cố gắng từng ngày. Có lẽ những từ sáo rỗng này khó có thể an ủi được một vong linh chết thảm nhưng dù gì thì hắn cũng là bạn trai của cô ấy thôi đây là chuyện hắn nên làm sau khi nói xong húc minh hít sâu không chần chừ nữa mà đi tiếp vào phòng ngủ của mình nhưng mà khi húc minh vừa cất bước thì nhận ra cả người mình cấm nhắc khó mà cử động được thân thể của hắn tựa như bị mất khống chế vậy lại giống như bị đóng băng hoàn toàn vậy dù cho não của hắn có truyền đạt mệnh lệnh gì đi nữa thì thân thể lại không chịu nghe theo một cái bóng đen xuất hiện chẳng biết từ lúc nào chui qua dưới khe cửa phòng lý tử bóng đen ấy trồng lên cái bóng của húc minh hòa thành một thể húc minh chỉ biết đứng chịu trận giữa hành lang tối đen thôi hắn đã mất hoàn toàn quyền khống chế bản thân của mình rồi cả người tê cứng lạnh dần hô hấp cũng lúc càng đó khó khăn hơn. Thế giới trước mắt này dần dần mở đi. Ta sắp lên đĩa rồi sao? Hắn cảm giác cơ thể suy yếu rõ rệt giống như sợi tơ sinh mạng đang rút ngắn lại vậy. Mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi. Lý tử muốn hắn chết. Thế nhưng không hiểu sao, ngọn nến đỏ trong tay vẫn vô thanh vô thức không bùng cháy lên. Cặp mắt của húc minh trọn trừng trong phút giây hấp hối này. Hắn nhớ rõ Lý Tử nổi giận Thì nến đỏ bốc cháy điên cuồng cơ mà Thế sao bây giờ Lý Tử Muốn giết hắn thì nến đỏ này Lại giả điên làm ngơ vậy Đang dối trí Hồ Minh Sực nhớ tới một câu mà Sinh Tử từ Lộc từng nhắc đến Cô ta thích chú em càng nhiều Càng muốn giết chú em sớm hơn Giữa những tia sáng chập trọng trong hành lang u ám này, Hùng Minh cắn răng, nổi giận quá to. Em muốn giết anh cũng được, nhưng không phải là lúc này đâu Tiếng gào vừa rồi Hình như lại có tác dụng đấy Áp lực của hắn đông cứng khó thở Có vẻ giảm đi một chút rồi Ánh mắt của hắn đã có tầm nhìn trở lại Sao mặt của hốc minh tái mét Hắn cắn răng hô to Anh biết mình chắc chắn phải chết Nhưng mà em cũng phải Tròi ngọn nến này cháy hết Thì mình được giết anh chứ hả Em đã tặng anh cái nến này rồi cơ mà Thì xin em hãy làm đúng giao ước đi nếu như đến lúc ngọn nến này lụi tàn anh vẫn chưa đòi được công bằng cho em thì lúc đó em muốn chém muốn giết gì mà kệ em thôi anh sẽ không phản kháng gì cả không có bất cứ hồi đáp nào cười đến húc minh cả trong bóng tối hắn cứng nhắc đứng yên một chỗ tại đó cuối cùng cảm giác lạnh lẽo dọn người kia dần dần tan biến bóng đen dưới chân của hắn cũng lặng lẽ đi về phòng của lý tử đến lúc này Dương Húc mình đã có cảm giác được quyền sở hữu của mình đối với từng khối cơ bắp trên người rồi. Hắn che ngực, ho khan, thở hồn hển. Cảm giác thống khổ bị ép ngạt đến chết làm phổi của hắn như muốn nổ tung ra vậy. Vịn vào bức tường đứng thở hồng hộc một lúc thật lâu. Dương Húc mình gắng gượng tỉnh táo lại. Hắn đứng im một lúc khá lâu, sau đó chậm rãi nói: "Lý Tử ngốc nghếch, em đúng là một con heo ngốc nghếch mà." Nói xong, hắn xoay lưng, đi vào trong phòng ngủ, chốt cửa lại. Lần này, hắn không đặt đôi giày thêu bên cạnh gối đầu nữa, mà là treo ngay phía sau cánh cửa. Như vậy có lẽ sẽ dằn mặt được bọn trành quỷ trong phòng kia. Dù không biết có hữu dụng hay không, nhưng mà hốc mình chẳng muốn để đôi giày này cạnh gối ngủ của hắn nữa đâu. Một lần suýt chết, khi chạm mặt với chủ nhân trước đó của đôi giày đỏ này, đã làm hắn sợ tới già rồi sau khi xong việc hắn cũng lười tắm rửa vội vàng cởi quần áo rồi nhảy thẳng lên giường đánh một giấc hắn chẳng nhớ lý tử lại phản ứng mạnh mẽ đến vậy sao con heo ngốc này đây chính là biệt danh mà dương húc minh đặt cho cô ấy lúc hai người nô đùa với nhau húc minh hay chọc cô ấy như vậy cái tên này vừa quen thuộc lại xa lạ húc minh tạo cảm giác như hai người đã xa nhau từ rất lâu rồi vậy Hắn chưa từng nghĩ rằng lúc hắn nhắc đến cái tên này lần nữa, lại trong tình trạng giữa một không gian tối tăm như vậy. Hốc Minh thở dài, sau đó nhắm mắt lại. Ngủ thôi. Trong phòng, chỉ còn lại tiếng hít thở của Hốc Minh vang lên đều đặn. Không lâu, sau khi Hốc Minh chỉ vào giấc ngủ, một âm thanh kỳ dị vang lên từ bên trong toilet yên tĩnh kia. Két. Âm thanh mở cửa, phát ra từ hướng phòng vệ sinh dù tiếng mở cửa đó rất khẽ nhưng nó vẫn rít lên giữa màn đêm đen này sau đó có tiếng bước chân chậm chạp tiến gần đến phòng ngủ của hốc minh cùng lúc đó trên mặt kính cửa sổ bên ngoài phòng ngủ nhìn xuyên qua bức rèm hoang thoáng kia có bóng ai nó lấp ló hốc minh tựa như đang trong cơn mộng mị vậy vô thức trở mình nhíu mày lại tỏ vẻ đăm chiêu hắn không hề phát hiện ra những chuyện dị thường đang diễn ra nhiệt độ trong phòng này có vẻ như càng lúc càng thấp vậy dường như bóng đen bên ngoài cửa sổ đang giơ tay lên muốn phá cửa sổ mà lao vào ngay lúc này có một tiếng hừ lạnh của một cô gái vang lên từ trong căn phòng bên cạnh có thể cảm nhận được một cơn giận dữ khủng khiếp lẫn vào sự oán hận tột cùng chất chứa trong thanh âm kia trong thoáng chốc bóng đen bên ngoài cửa sổ kia tựa như bị đóng băng vậy. Sau đó biến mất, không thấy tung tích đâu cả. Trong khi đó, tiếng bước chân hướng về phòng của Húc Minh nhanh chóng bị thay thế bằng âm thanh vội vàng bỏ chạy về phía ngược lại. Tựa hồ như có đồ vật gì đó hốt hoảng chạy bừa vào phòng vệ sinh để lần trốn vậy. Hai gian phòng tại khu nhà trọ nhanh chóng yên tĩnh lại. Trong mơ, Húc Minh lại trở mình. Có lẽ do nhiệt độ trong phòng này đã trở lại mức bình thường rồi, nên đôi chân mày của Hốc Minh tự động giãn ra. Đêm này hắn ngủ rất say. Chương 62 Tưởng Tiểu Vũ Em dắt tay Hân Nhi đi vào nhà, nhìn thấy mẹ ngồi ở ghế sofa đang ăn áo len. Hân Nhi gọi mẹ, nhưng mà không qua trả lời cả. Em cũng định gọi nhưng mà cuối cùng tiếng của mẹ không thốt ra được không biết từ lúc nào mẹ em đã lạ lẫm đến nỗi em không thể cất lên tiếng gọi mẹ được nữa rồi trong lòng của em buồn lắm lúc em còn rất nhỏ em vẫn nhớ mẹ em khác bây giờ cơ lúc mẹ cười nhìn rất đẹp mà mẹ cũng thường hay cười nữa lúc đó cả nhà của em ở trong thôn bố mẹ rất vui vẻ hạnh phúc lúc nào cũng thấy họ tươi cười cả nhưng về sau rồi mọi thứ đều thay đổi cả có lẽ từ sau khi Hân Nhi được sinh ra Mẹ chẳng còn cười nữa rồi Cũng không nói chuyện với ai cả Mỗi ngày mẹ đều ngồi trên ghế sofa Đan áo len cho em bé sơ sinh mặc Nhưng giờ Hân Nhi lớn rồi mà Không còn mặc vừa áo len nhỏ xíu nữa rồi Vậy mà mẹ vẫn cứ đan áo bé xíu thôi Bố nói mẹ bị bệnh Sau này sẽ đỡ hơn thôi Lúc mẹ khỏi bệnh rồi thì mẹ sẽ lại nói chuyện với cả bọn em thôi thế là bọn em chờ đợi rất lâu rất lâu hân nhi từ lúc bé xíu bò bò trong nhà giờ đã lớn thành một tiểu quỷ thích chạy nhảy khắp nơi rồi đã lâu như vậy rồi mà mẹ vẫn không nói chuyện với cả bọn em gì cả mẹ trong nhà cứ như người dân vậy em không biết tình trạng này còn kéo dài bao lâu nữa bố rất vất vả đi làm em cùng hân nhi thì ở trong nhà cứ như trẻ mồ côi không qua quan tâm vậy Hai chị em em rất mong bố về nhà. Em muốn đi học đại học. Sau đó dẫn bố cùng Hân Nhi đi Bắc Kinh ngắm trưởng thành. Đi dạo thiên an môn nữa. Những ước mong của em chắc chắn không thành hiện thực được nữa rồi. Bố đi làm về bị thương nặng. Sau này còn bị cắt mất chân nữa. Trong nhà ngày càng nghèo đi. Chi phí thì càng lúc càng tốn kém hơn. Hân Nhi thì thích một bộ đồ chơi xếp hình cũng không có tiền mà mua được. Em cũng cảm thấy mình thật là vô dụng. Em không muốn thấy hình ảnh của bố trốn trong phòng khóc lặng lẽ nữa rồi. Nhưng vì cái gì mà cuối cùng lại thành ra như vậy? Đêm hôm đó, trời mưa rất lớn. Em bị cảm mạo rất nghiêm trọng. Nằm trên giường, người mềm nhũn ra cả. Nhưng ngón tay cũng mệt hết sức luôn. Bố bé em xuống lầu. Nhưng bố không nhìn thấy Hân Nhi, cũng im lặng chạy theo. Em ấy ngồi sồm ở bậc cầu thang, nhìn ngó ra nét mặt của hân nhi tựa hồ rất sợ hãi em rất muốn nói chuyện với cả hân nhi an ủi em ấy để em ấy không sợ nữa nhưng cơ thể thật là yếu quá nói chuyện cũng không nổi nữa em bị bố mang vào phòng chính lầu một ở đó tối mòi mịt mà có mùi hương nến cháy thật là khói người bà cốt kia thì mang cho em một đôi giày màu đỏ sau đó bố để em ngồi trên ghế bà cốt kia thì cứ nhảy nhót xung quanh như khỉ vậy thật ồn ào em rất khó chịu mà em lạnh quá hey. mang đôi giày kia vào em như rất một tủ lạnh vậy rét run lặp cập em nhìn thấy một người phụ nữ là một cô dâu trùm khăn đỏ ngồi trên kiệu hoa chị ấy cũng nhìn thấy em khi cô ấy kéo khăn cô dâu lên em nhìn thấy mặt cô ta người còn sống căn bản không thể có gương mặt như vậy khủng bố như vậy được em liều mạng vùng vẫy để chạy, nhưng lại giống như là bị đóng đinh vậy, không thể động đậy được nữa. Người kia đứng lạnh lùng nhìn em. Em cảm thấy cô ta rất đáng sợ, đồng thời tỏ vẻ rất căm thù em nữa. Là bởi vì em đang đi đôi giày của cô ta sao? Em nhìn thấy trên chân của cô ta cũng có đôi giày theo màu đỏ giống hệt như em vậy. Một lát sau em cảm giác nước mưa rơi đầy trên mặt của em vậy khiến cả người ướt nhẹp. Em phát hiện ra người phụ nữ kia đã biến mất rồi. Còn em thì nằm trong một cái hố lạnh như băng vậy. Trên đầu là một cái cây to màu đen như mực vậy. Kia là cây hòe nhé mà. Em biết, nhưng vì sao em lại nằm ở gốc cây này? Em muốn leo ra khỏi hố, nhưng không đủ sức. Nước mưa vẫn không ngừng xối xả lên người của em. Em lạnh quá. Em nghe tiếng bà cốt lừa đảo kia nói. Con bé này bị ác quỷ nhập rồi Nếu không chôn nhanh đi Thì Bồ Tát trách tội đấy Người đang đứng khóc thút thít Bên cạnh là bố của em Em rất muốn lấy tay lau nước mắt của bố đi Để bố đi về phòng Chứ đừng đứng trong mưa thế này Sẽ cảm mạo như em thì khổ Nhưng bố hôn rơi sẻng lên Xúc đất hát lên người của em Em không nhìn được gì nữa cả Thế giới càng lúc càng đen thui rồi Em đoán là em đã chết rồi nhưng vì sao em vẫn còn ý thức được vậy? Thật sự là chuyện kỳ quái mà. Rõ ràng em đã chết rồi. Bị bố mang chôn dưới gốc cây hòe rồi. Vì sao em vẫn còn suy nghĩ được vậy? Trong bóng tối, em không biết em đã nằm đây bao lâu rồi. Cảm giác thật đau khổ khó chịu. Thân thể thì vẫn cứ đau đớn và mệt mỏi thôi. Mặc dù em đã chết, mà căn bệnh này vẫn muốn giải vò lên em sao? Em muốn ho rất muốn ho khan, cảm giác tức ngực bị kìm nén rất khó chịu vậy. Thật kỳ quái, thật sự kỳ quái mà. Em muốn biết rõ ràng, đang có chuyện gì vậy? Nhưng mà bất luận nghĩ thế nào thì cũng không hiểu được. Tận đến khi em nghe được tiếng Hân Nhi khóc, rất gần, tựa hồ ngay bên cạnh em vậy. Em thấy hoảng quá. Sao con bé khóc thảm như vậy? Là có chuyện gì xảy ra hay sao? Em rất muốn đi gặp Hân Nhi rất muốn an nổi, che chở con bé đó. Nhưng em lại bị chôn ở đây rồi, căn bản không ra được. Không biết qua bao lâu, em tự nhiên phát hiện ra được là mình có thể ra ngoài được. Em từ dưới khúc cây hòe leo ra, nhưng khi ra ngoài rồi thì lại nghe thấy tiếng khóc của Hân Nhi. Hân Nhi không khóc nữa rồi, nhưng em vẫn như cũ, rất sợ hãi và lo lắng. Hân Nhi vì sao lại khóc vậy? là vì không tìm được em hay sao hả? Sau đó, em đi vào trong nhà, nhìn thấy mẹ đang ngồi ở trên ghế sofa, đang áo len, mà bố thì không biết đi đâu nữa rồi. Mẹ không nhìn thấy em gì cả. Em đi tới cầm lấy tay của mẹ, nhưng mà rốt cục đã có tiếng gọi mẹ ơi. Hai tiếng này cuối cùng, em cũng đã thốt ra được. Em thật vui vẻ, mà mẹ dường như là cũng nghe được tiếng gọi của em nữa. Mẹ nhìn em Mặt của mẹ trở nên càng ngày càng trắng hơn Toàn thân của mẹ cuối cùng Cũng trắng bật như là em vậy Em rất vui Em hỏi mẹ có hơn như đâu không Mẹ lắc đầu không trả lời gì cả Có vẻ Bệnh của mẹ em vẫn chưa khỏi Vẫn còn ngơ ngác như cũ Nhưng dù sao thì mẹ cũng đáp lại em rồi Em thật cao hứng Em ở trong nhà đi tìm Hân Nhi Gọi to tên của em ấy nhưng mà Hân Nhi tìm một mực, không trả lời em gì cả. Em vẫn tìm, đi tìm, tìm rất lâu, cuối cùng tìm được Hân Nhi. Còn bé nghịch ngợm này thế mà lại chui vào trong quan tài để trốn. Em đã dặn dò nó là chơi trốn tìm, tuyệt đối không được trốn vào trong quan tài cơ mà. Mà cả người Hân Nhi thì lạnh ngắt rồi, ngoại thế nào cũng không nhúc nhích gì cả. Thế là thôi em biết rồi, Hân Nhi cũng chết mất rồi, cũng giống như em thôi con bé nghịch ngợm này chui vào trong quan tài rồi lại bị ngạt chết thật là không nghe lời chị mà gì cả thảo nào gọi nửa buổi không thưa gì cả nhưng mà không sao hân nhi không cần phải sợ hãi đâu có chị hai đây rồi có chị hai đây rồi mà không phải sợ hãi nữa đâu em đưa tay nắm lên tay của hân nhi trong quan tài hân nhi chậm rãi mở mắt ra em thật vui cả nhà mình là đoàn tụ với nhau rồi ánh nắng trói trang Chứa mặt của húc minh khiến cho hắn tỉnh lại hắn mơ màng lấy tay che rồi mới chậm rãi mở mắt ra đập vào mắt của hắn là trần nhà quen thuộc vừa tỉnh dậy vẫn còn đang mê man húc minh chậm rãi ngồi lên mặc dù bị màn che cửa che mất ánh sáng mặt trời rồi nhưng mà vẫn trói trang khả năng là đã không còn sớm nữa rồi dường húc minh nhìn đồng hồ mười hai giờ rưỡi trưa rồi Hôm qua ngủ một giấc thật là ngon mà Hốc Minh Nhìn về phía trên gối Phát hiện ra cái nến đỏ Vẫn lặng lặng đứng đó Không có thiêu đốt gì cả Lẽ nào tối qua trành quỷ Không có tôi quấy phá sao Nguyên nhân thì Vì hắn treo đôi giày này ở cửa sao Hốc Minh đăm chiêu Nhìn đôi giày theo này Không biết nói gì cả Tối qua hắn nằm mơ một giấc mơ dài trong giấc mơ, hắn thấy tưởng tiểu vũ ngồi cạnh thì thầm, kể về cuộc đời của cô bé đó. Trường 63 Cảnh sát hành động Cuộc đời tiểu vũ rõ ràng không phải hạnh phúc nữa mà. Cũng không phải là một ký ức sung sướng. Dường hút Minh chỉ cảm thấy lòng của mình trầm xuống. Một cảm giác phiền muộn, thương xót dâng trào. Vì sao đêm qua, hắn lại mơ đến sự tình gia đình họ tưởng vậy? Vong hồn chị em Tiểu Vũ Hân Nhi sao? Đã được siêu độ hả? Hai cô bé đáng lẽ đã rời đi rồi mới đúng chứ hả? Hay là trước khi rời đi vĩnh viễn, Tiểu Vũ đến báo mộng cho cả Húc Minh biết tất cả sự tình phát sinh trong gia đình của cô bé. Để trên đời này ít nhất vẫn còn có một người hiểu được cho những người bi thương đau khổ mà cả nhà họ đã phải trải qua. Húc Minh đứng dậy, kéo màn cửa. Ánh mắt trời ấm áp tràn vào trong căn phòng đó. Hắn mở cửa sổ ra, hít một hơi thật sâu không khí trong lành, rồi thở mạnh như muốn đẩy hết những cảm xúc tiêu cực trong nội tâm ra vậy. Một lát sau, Húc Minh khép cửa sổ lại. Đúng lúc này, một tiếng điện thoại vang lên keng keng. Tiếng chuông điện thoại này đột ngột vang lên, dọa cho Húc Minh nhảy dựng cả người. Má ơi, có khi nào là Lý Tử, là nhân tin đến không vậy? mình còn chưa ra ngoài cơ mà. Nhưng khi hắn cầm điện thoại lên thì phát hiện ra không phải là có tin nhắn báo đến mà là Vương Trần gọi điện kia. Không biết giữa chưa cảnh sát gọi điện có việc gì không? Húc mình bấm nút nghe máy. Vương ca à? Anh của em có chuyện gì không vậy? Nghe tiếng bên của Vương ca có vẻ ồn nào Anh đang ở nhà sao? Tiếng của Vương Trần trả lời bập bõm lẫn trong tiếng ồn. Hẳn là vừa ăn cơm vừa alo cho hắn rồi. Cậu em hả? À, có ở nhà không vậy? Dạ có em đang ở nhà đây à? Sao vậy anh? Không, không cần đâu. À, anh nói qua điện thoại này. Vương Trần nhồm nhòm nói. Sáng sớm hôm nay thì có một nhân viên khách sạn Song Long được phát hiện là đã chết ở trong phòng chung cư mà bà ta đang trọ. Bên pháp y đã kiểm tra thi thể rồi. Trước mắt nhận định là nguyên nhân chết do bị cảm dẫn tới viêm phổi thôi. Chúng ta điều qua sơ qua thì phát hiện ra là cậu em hôm qua có đi tìm gặp bà ấy sao? Cậu đi khách sạn xong làm gì vậy? Nhân viên bị chết tên là Cố Nguyên Nga hả? Húc Minh hỏi. Không sai, chính là bà ấy đấy. Vương Trấn nói. Hôm qua cậu em có đi gặp bà ta thì có biết là bà ta có bất thường gì không? Chúng ta đã xác hỏi kỹ rồi. Những đồng nghiệp làm cùng khách sạn của bà ta cho biết là nạn nhân trước đó không hề có triệu chứng cảm mạo gì cả. Thế mà đêm qua đột nhiên chết luôn rồi Nghĩ cũng thật quái lại nha Cái này Hồng Minh nói Hình như hôm qua em thấy hành vi của bà ta có chút không bình thường đâu Như thế nào Hôm qua khi mà em tìm bà ấy đấy Ban đầu bà ấy còn rất bình thường Đến khi em hỏi bà ta có phải là Biết bói toán coi số mệnh hay không Thì đột nhiên là bà ta nổi khùng lên Nói em cái quỷ gì là quỷ họ tưởng Tưởng ra quỷ Muốn giết bà ta vậy Rồi sau đó đuổi em đi Dương Húc Minh gần như là nói một câu chuyện lúc gặp cố Nguyên Nga ban đầu. Vương Trấn nghe xong thì có vẻ như là hoang mang. Quỷ họ tưởng, tưởng ra, tưởng ra nào vậy? Em cũng không rõ lắm đâu. Có thể là gia đình họ tưởng ở song giáp trấn. Dương Húc Minh giọng ngây thơ, thật thà đáp. Em nghe nói ở song giáp có một căn nhà màu đỏ. Cả gia đình họ tưởng sống trong đó đều mất tích cả hết rồi. Còn nghe nói rằng là bà cố Nguyệt Nga này trước đây thường xuyên đến nơi này bói cho nhà đó đấy. Vương Trấn cảm thấy bối rối. Cậu em lại đi xong rát làm gì vậy? Em đi tìm người giúp đỡ mà. Vương qua quyết rồi hay sao? Gần đây em thường xuyên nằm mơ thấy bạn gái em về mà. Em nghi ngờ là cô ấy bị chết oan ức, không nhắm mắt nên đã biến thành lệ quỷ. Thậm chí còn tìm về để giết em nữa cơ rồi em lên diễn đàn hỏi coi có ai biết xem bói gọi hồn trục vong gì hay không để giúp đỡ em thấy mấy vị nói về câu chuyện ở song sát trấn có căn nhà màu đỏ mất tích bốn người ba đêm truyền ra tiếng vong hồn oán khóc em mới đi sông sát trấn hỏi được thì người ở đó bảo là giới thiệu bà đồng cốt cố nguyệt nga bà này trước đây có bói lên đồng cho gia đình họ tưởng đó mà thế là em mới đi tới để tìm bà cố này để nhờ bói xem là có chuyện gì xảy ra với cả bạn gái lý tử của em thôi mà. Ngày hôm mình nói xong thì Vương Trấn im lặng, không biết nói gì cả. Cậu em ơi, thanh niên trí thức thời đại nào rồi mà còn tin ba cái chuyện ma quỷ vong hồn này nữa hả? Thật đúng là mê tín dị đoan mà. Nhưng mà chính xác là đêm nào em cũng mơ đến lý tử thật đấy. Em cảm giác cô ấy rất oán hận, không khéo, sẽ còn trở về, giết em cơ đấy. Thôi, thôi 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 anh đề nghị cậu em đi tìm bác sĩ tâm thần đi nha. Vương Trần bác Đăng sĩ nói. Kiếm bác sĩ tâm lý điều trị còn tốt hơn là tìm ba cái bà đồng cốt nhảm như đó nha. Cậu giang cách nục bàn thủy này xa tít một khắp ra. Bạn gái của cậu có thể biến thành lệ quỷ thì cũng có thể bay đến tận đây để giết người được hay sao vậy? Còn nhà họ tưởng ở song giát thì năm trước, ông tưởng vận nhảy xuống vực tự sát rồi. Bà vợ chắc hẳn là đã mang hai đứa con nhỏ bỏ đi rồi. Mặc dù cảnh sát trước mắt chưa tìm thấy ba người nhà tưởng ra, nhưng mà có thể khẳng định bốn người trong gia đình đấy tuyệt đối không phải là mất tích bí ẩn đâu. Ba năm trước, khi mà tưởng vận nhảy hối tự sát thì chính anh đây đã đến hiện trường khám nghiệp. Cậu em đừng có tin mấy lời đồn nhảm của người ta nữa đi. Nếu cậu em không tin thì anh nói cho một ví dụ nha. Lần trước, người ta đồn ầm ở Bạch Vân Sơn có ma quỷ. Có người nói Chính mắt nhìn thấy rõ ràng tận nơi Mặt con quỷ ấy luôn Kết quả Mấy cảnh sát trong cục đến Đó ở thì một đêm Đều điều tra cả rồi Có thấy con quỷ con ma nào ở đó đâu chứ hả Cậu em dù sao thì cũng là sinh viên trí thức thế kỷ 21 rồi đấy Suy nghĩ một chút đi nha Nếu như trên thế giới này Người chết mà hóa thành quỷ Thì ai còn dám ra đường nữa hả Ai còn dám đi giết người nữa đây Cảnh sát bọn anh thì cũng đỡ phải vất vả Điều tra bao nhiêu án mạng ra hey, Một con quỷ lù lù kia Là bạn gái của em đây này Bên cạnh là hai con trành quỷ Tay sai của cô ấy nữa Trên cửa phòng của em Treo đôi giày theo của hai chị em lệ quỷ Họ tưởng tặng cho kia kìa Trong túi sách của em Còn có quyển nhật ký của lệ quỷ Bạn học ngô tư trao gửi Đương nhiên Những lời này hốc minh chỉ dám nghĩ trong đầu thôi chứ đâu nào có nói ra đâu hắn quyết định đổi chủ đề à vương ca em có thể hỏi anh một chuyện được không ạ à? chuyện gì vậy anh? liên quan đến án mạng của cô bạn ngọc Thư kia kìa ở hiện nay thì tình tiết vụ án đó có gì mới không ạ à? tạm thời không có mà có thì cũng không nói được cho cậu biết đâu ai biết cậu có phải là hung thủ giết người hay không hả à? vương trấn nói thẳng khiến cho húc mình xấu hổ cười đáp Vâng à, vâng vâng được rồi ạ à? Vậy thì em không hỏi nữa nha Vương ca bận nhiều việc thế thì em cũng đi ăn cơm trưa đây Chào anh nha Kết thúc cuộc gọi Húc Minh nhẹ nhàng thở ra Cảnh sát hành động cũng nhanh chóng thật đấy Mới đó phát hiện ra Cố Nguyệt Nga đã chết rồi Lập tức điều tra có liên quan đến hắn ngay Nhưng dù cho điều tra thế nào Thì cũng chẳng làm được đến Húc Minh đâu Toàn bộ hành trình đó Hắn vẫn giữ một khoảng cách với cả Cố Nguyệt Nga ra tay là chị em họ tưởng cơ mà còn hắn thì lúc đó ngồi xa xa có chứng cứ ngoại phạm đảng hoàng không để tâm đến cái chết của cố nguyệt nga hốc minh mở quyển sinh tự lục ra hắn muốn xem quyển sách này suy luận ra kết quả thế nào đây hiện tại với dương hốc minh mà nói thì tìm được tiểu tư mới là quan trọng nhất đây chính là trợ lực duy nhất của hắn cơ mà